Vâng, chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc đấu, một trong hai cuộc đấu hấp dẫn nhất của mọi... Vâng, vâng, các bạn có thể thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt đến từng giây phút. Và chúng hiện nay tôi với ông Thủy vẫn chưa biết không là ai là không dẫn phải thành là tích cao. Ngân Ngọc Nghĩa. Vâng, như ông Thủy nói là không phải Ngân Ngọc Nghĩa. Chúng ta chờ đồng hồ đích. Chúng ta chờ đồng đích. Như vậy là có thể Ngân Ngọc Nghĩa là mất huy chương vàng. Kỷ lục ra. Vận động viên mà ông Thủy nói là đang đáng chờ đợi nhất của Điền Kinh Việt Nam ở nội dung tốc độ. Chúng ta xem lại. Chúng ta xem lại như nào. Đấy, 37. 37 là của ai? Xem lại. Ngân Ngọc Nghĩa đang bị... Chút. Hả? Vận động viên đáng chú ý mà chúng ta đang khăn là Nguyễn Đình Vũ của Đoàn Nghệ An. Vận động viên đang chúng ta đang chờ xem kết quả như nào. Nhưng mà như kỷ lục gia và huyền thoại Điền Kinh Vũ Bích Hường nói là khả năng là vận động viên 397 là Nguyễn Đình Vũ của Nghệ An vô địch. Chúng tôi vừa được trọng tài cũng là huyền thoại Điền Kinh là Vũ Bích Hường là thông báo là khả năng là vận động viên 397 Nguyễn Đình Vũ của Đoàn Nghệ An. Vận động viên là sinh năm 2003, 18 tuổi. Nhưng mà như anh Thủy nói là chắc chắn Ngân Ngọc Nghĩa không giành huy chương vàng rồi. Và có nghĩa là Ngân Ngọc Nghĩa là mất huy chương vàng. Nghĩa không? Xem lại. Chúng ta cần có đồng hồ đích và chụp ảnh đích là vì thế. Ở đây vì chúng ta hiểu rằng đây là một nội dung tốc độ. Nội dung rất là nhanh từ lúc vận động viên xuất phát cho đến khi về đích chỉ trong vòng 10 giây thôi. Trên dưới 10 giây thôi. Đấy. Cho nên hệ thống đồng hồ điện tử là một hệ thống sẽ giúp cho các trọng tài để từng xác lát cắt một. Từng lát cắt một. Rồi, vận động viên như thế là Ngân Ngọc Nghĩa. À, như vậy, vâng. Vâng. Vâng, trăm mét nam và chung kết trăm mét nữ. Chúng ta xem lại. Cự ly 100m nam chung kết 397 chạy ngay bên cạnh Ngân Ngọc Nghĩa. Như nhận định ban đầu thì tôi đã nói khả năng 397 về trước. Rất xích sao đúng không? Vâng. Cái này chúng ta phải cần cái thiết bị điện tử. Hiện nay thì do đài truyền hình không có được nhiều camera để có thể bố trí được tất cả các địa điểm thi đấu, đặc biệt nhất là cái vạch ngang đích. Đấy. Và tại sao ban tổ chức, ban trọng tài cần những thiết bị chuyên dụng, cần những thiết bị chuyên dụng. Đấy. Vâng, xin nhắc lời ông Thủy là như vậy là cái thành tích của nội dung 100m nam đã xác định vận động viên Ngân Ngọc Nghĩa đã giành huy chương vàng với sự cạnh tranh quyết liệt của hai vận động viên. Như vậy là vận động viên Ngọc Nghĩa của chúng ta đã bảo được vệ được tấm huy chương vàng nội dung 100m, nhưng mà rõ ràng là cái sự cạnh tranh là khốc liệt và cái thành tích cũng không được như năm ngoái, đúng không anh Thủy? Vâng. Ngân Ngọc Nghĩa huy chương vàng, Nguyễn Đình Vũ huy chương bạc và Trịnh Việt Tú huy chương vàng. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái vận động viên đáng chú ý là vận động viên Nguyễn Đình Vũ. Đây là một vận động viên trẻ và một cái ngôi sao mới lên.